Xin chào các em. Hôm nay cô lại quay trở lại với các em trong tiết học âm nhạc lớp 3. Tuần trước, các em đã được học bài hát Lớp chúng ta đoàn kết. Bây giờ, ai có thể nhắc lại cho cô biết là bài hát do ai sáng tác nào? À, đó là một bài hát do một nhạc sĩ người Hà Nội sáng tác. Đó là nhạc sĩ Mộng Lân. Cảm ơn các em. Sau một tuần, các em đã ôn tập bài hát như thế nào rồi? Hôm nay chúng ta sẽ được ôn bài hát để các em có một cái sự biểu diễn tự tin, thể hiện bài hát một cách nhuần nhuyễn hơn. Đó là nội dung bài học hôm nay đó. Hôm nay chúng ta sẽ vào nội dung tiết 11, ôn tập bài hát Lớp chúng ta đoàn kết. Và để thể hiện nội dung này tốt, các em hãy chuẩn bị cho cô một vở thực hành âm nhạc lớp 3 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành, và đi kèm là một phần mềm Asibooks. Với phần mềm này sẽ hỗ trợ cho các em một phương pháp học thật là tích cực và có hiệu quả cao. Không có giáo viên bên cạnh nhưng chúng ta vẫn có thể học, vẫn có thể ôn luyện và kiểm tra, đánh giá là năng lực của mình mọi lúc, mọi nơi. Bây giờ cô trò chúng ta bắt đầu vào nội dung bài học nhé. Trước khi đi vào nội dung ôn bài hát Lớp chúng ta đoàn kết, cô mời cả lớp cùng nghe lại giai điệu và cảm nhận là ca từ nội dung của bài hát Lớp chúng ta đoàn kết nhé. Với giai điệu thật là sôi nổi, vui tươi và với nội dung có ý nghĩa nhắc nhở chúng ta trong một tập thể, các em hãy hòa đồng, vui vẻ, đoàn kết và cùng nhau nhắc nhở nhau cùng tiến bộ nhé. Bây giờ cô mời cả lớp chúng ta cùng hát lại bài hát Lớp chúng ta đoàn kết qua phần nhạc không lời của phần mềm Facebook hỗ trợ cho chúng ta. Nào, bây giờ chúng ta cùng thực hiện. Thể hiện bài hát Lớp chúng ta đoàn kết rất là sôi nổi, rất là rộn ràng. Với nội dung của bài hát, các em cảm nhận được điều gì nào? Nếu như chúng ta đoàn kết, cùng nhau đoàn kết và gắn bó với nhau trong một tập thể lớp thì tất cả mọi người sẽ được sống trong một cái không khí như thế nào nào? Chúng ta sẽ cùng nhau học tập, nhắc nhở nhau và cùng nhau tiến bộ trong học tập cũng như là trong mọi thứ, phải không nào? Bây giờ cô mời các em sẽ chuyển qua nội dung tiếp theo là bài tập thực hành. Nội dung bài tập số 1. Em hãy kể một số bài hát nói về tình bạn. Tên bài hát. Những bài hát nói về tình bạn rất là nhiều. Tuy nhiên chúng ta có thể liệt kê một vài bài hát tiêu biểu, ví dụ như bài Mời bạn vui một ca. Bài này là do nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác. Bài tiếp theo, một bài hát rất là quen thuộc đối với các em, đó là bài Tìm
bản thân. Bài này là của nhạc sĩ nào? Đó là một sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh. Tiếp tục với một bài hát nói về tình bạn, đó là bài Múa Vui, được sáng tác bởi nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Chúng ta cùng kiểm tra lại đáp án nhé. Như vậy là các em trả lời rất là chính xác, và các em có thể nghe lại giai điệu của các bài hát trong phần mềm Facebook. Các em kích vào những tam giác phía bên cạnh tên của các bài hát và nghe lại giai điệu nhé. Bây giờ cô hỗ trợ cho các em điền đáp án đúng của nội dung bài tập thực hành câu 2, bài hát Lập Chúng Ta Đoàn Kết, sáng tác của nhạc sĩ A. Phạm Trọng Cầu, B. Hoàng Lân, C. Mồng Lân và D. là Văn Chung. Theo các em, bài hát Lập Chúng Ta Đoàn Kết là một sáng tác của nhạc sĩ nào mà chúng ta vừa mới học? Đó là nhạc sĩ Mồng Lân. Chúng ta kiểm tra lại kết quả của mình nhé. Một đáp án rất là chính xác. Xin chúc mừng các em. Bài tập thực hành số 3 với nội dung của các câu hát trong bài hát Lập Chúng Ta Đoàn Kết không được sắp xếp theo thứ tự. Bây giờ cô trò chúng ta cùng nhau sắp xếp thứ tự của các câu hát này nhé. Câu đầu tiên là lớp chúng mình rất rất vui, anh em ta trang hòa tình thân. Như vậy câu đầu tiên xuất hiện sẽ là câu B. Tiếp tục, lớp chúng mình rất rất vui, như keo sơn anh em một nhà. Vậy câu tiếp theo sẽ là câu A. Đầy tình thân quý mến nhau, luôn thi đua học chăm tiến tới. Vậy câu D sẽ xuất hiện sau câu A. Và câu cuối cùng đương nhiên là câu C, là câu còn lại. Bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm tra lại kết quả nhé. Một đáp án rất là chính xác. Xin chúc mừng các em một lần nữa. Cô trò chúng ta đã hoàn thành nội dung bài học hôm nay rồi. Chúng ta đã được ôn tập lại bài hát Lớp Chúng Ta Đoàn Kết với giai điệu rất là vui tươi, sôi nổi, và lời ca, nội dung nhắn nhủ chúng ta hãy đoàn kết và hãy yêu thương nhau, giúp đỡ nhau, cùng nhau tiến bộ nhé. Các em có thể sử dụng phần mềm Facebook để ôn luyện lại bài hát và tập luyện một cách tự tin, nhuần nhuyễn hơn. Và đừng quên xem bài mới cho tuần sau với nội dung học bài hát Con Chim Non. Bây giờ, cô trò chúng ta tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào tuần sau nhé.